Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Ok, sau một thời gian vắng bóng thì mình cuối cùng cũng đã trở lại rồi đây. Và đây chính là một cái cổng và cái hàng rào mình đã vừa xây nha các bạn. Cái cổng thì làm bằng gỗ bạch dương nguyên chất luôn, nhìn nó rất là sang trọng nha. Ở trên thì là cái tấm ván acacia. Dưới đây mình có làm hàng rào bằng sắt cũng như là bằng những tấm ván gỗ bạch dương luôn. Nhìn cho nó sang trọng một tí, cho nó phù hợp với căn nhà bằng gỗ của mình. Ok, thì đây nó có những cái Jack O'Lantern cũng như là fan. Mình đã kết hợp chúng để tạo thành những cây đèn. Một dải đèn luôn nha các bạn. Còn phía bên này, cái cổng này thì nó cũng giống với cái cổng nhà của mình thôi. Ở đây thì mình đã phân ra làm 3 khu vực. Khu vực đầu tiên đó chính là nông trại, là bên đây nha các bạn. Nông trại thì mình có chia làm 6 khu với lại tương đương 6 mảnh vườn. Nhìn rất là ngầu luôn và rất là rộng luôn nha. 6 mảnh vườn bằng nhau thôi. Rồi, để mình vào phía bên đây. Phía bên đây chính là cái viện nghiên cứu mình chuẩn bị xây trong tập ngày hôm nay thôi. Bên đây là những cái trang trại nha các bạn. Mình có chia làm 4 cái trang trại. Đó chính là nuôi gà, nuôi bò, nuôi heo cũng như là nuôi cừu nha các bạn. Cũng là 4 con vật quen thuộc trong Minecraft thôi. Ok. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành trồng trọt thôi nha các bạn. Ok, ở đây mình đã đem hạt giống ra đây rồi. Chúng ta sẽ tiến hành đi qua bên đây. Đi qua trồng trọt. Thì cái nông trại thứ nhất này mình sẽ trồng lúa nha các bạn. Hạt giống thì mình rất là nhiều luôn. Rồi, chúng ta sẽ trồng lúa hết cả một cái nông trại này luôn. Tại vì chúng ta có 6 phần lận mà. Đây. Tại vì những con khủng long á, những con không ăn cỏ thì nó cũng có một vài con nó thích ăn bánh mì nha các bạn. Rất là hay luôn. Rồi, nên ở đây mình sẽ chăm chú trồng lúa thật là nhiều luôn. Rồi, ok, xong một cái ô rồi. Chúng ta sẽ qua cái ô này. Thì ở ô này mình sẽ chia ra làm hai, một nửa là trồng potato và một nửa là trồng carrot nha các bạn. Đây, bên đây thì mình sẽ trồng potato. Nó sẽ chia một nửa như thế này, chúng ta dễ dàng phân biệt hơn. Potato thì nó cũng khá là nguy hiểm, tại vì lâu lâu nó cũng rớt mấy trái poison potato, chứ tức là khoai tây có độc đó nha các bạn. Kinh khủng lắm. Còn đây là carrot. Carrot thì quá lời rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Carrot thì nó làm gì có carrot độc đâu. Ok, để mình trồng hết cái ô thứ hai này luôn nha. Rồi, xong một ô nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đến với cái ô thứ ba. Ô này thì mình sẽ trồng mía nha. Và mình đã chuẩn bị sẵn mấy cái xô nước rồi. Chúng ta sẽ lấy nước vô hạn và đổ vào đây thôi. Đổ vào. Mình có chia ra làm 3 cho nó thích hợp. Ok. Rồi, ngon stream qua bên đây. Lại tiếp tục. Đâu rồi? Bên này lại tiếp tục nữa thôi anh em ơi. Rồi, và một xô nữa mình sẽ múc lại một phát nữa nè. Ok, xịn nhen. Rồi, cất vào. Và cái nông trại thứ nông trại thứ ba này mình sẽ trồng mía. Mấy tí là mình qua nông trại thứ tư rồi, quên. Thì mía mình trồng lên cát cho nó phát triển nhanh hơn nha các bạn. Và nó chỉ trồng được những cái cát mà tiếp xúc với nước thôi. Rồi, rất là đã luôn. Cái này mà mỗi lần thu hoạch thì khá là sướng nha. Ok, mình sẽ trồng một lượng lớn luôn mía cũng như là xương rồng. Rồi, và còn hai loại nữa thôi, đó chính là pumpkin và melons. Ok, trước tiên thì mình sẽ trồng pumpkin nha các bạn, tức là bí ngô đó. Mình sẽ trồng cứ hai hàng sẽ là một hàng bí pumpkin đó, để chừa một hàng cho nó ra quả nha. Đó, đây mình sẽ trồng tại đây luôn. Rồi, quá chừng quá đất luôn. Bên đây chúng ta sẽ làm thêm một hàng nữa. Chắc chúng ta sẽ được 4 hàng ở đây quá. Đúng rồi, sẽ được 4 hàng ở đây thôi. Ok, quá đã luôn. Thiếu pumpkin rồi. Không sao, từ từ nó sẽ phát triển và chúng ta sẽ trồng thêm thôi. Qua bên đây thì mình có một cái khu vườn khá là đặc biệt. Nó dành cho xương rồng nha các bạn. Đây là Custard.
Ok, cắt start. Đó, chúng ta trồng như thế này. Xương rồng thì mỗi lần thu hoạch thì mình phải thu hoạch cả cây luôn. Đó, rồi trồng lại, nó hơi cực xíu. Còn đây là Melansis. Đó. Đó, mình sẽ cũng trồng theo hàng như trang bí ngô luôn. Đây là dưa hấu nha các bạn. Mình sẽ trồng một hàng bên đây cho nó rộng đi. Chúng ta lại không đủ Melanxit rồi. Thôi kệ đi. Ok, mình đã về lấy xương rồng rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục lấp đầy cái nông trại xương rồng này nha. Mình trồng cát ở đây cũng như là xen kẽ với mấy cái gỗ bạch dương nhìn cho nó đẹp hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với công việc của những cái trang trại. Ở đây mình sẽ đi qua bắt những con heo nha các bạn. Heo quá chừng luôn. Ok, chúng ta sẽ dùng carrot để mà lùa heo về nha. Mấy con heo quá chừng luôn, 4 con. Thế là đủ rồi các bạn ơi. Đâu rồi? Chúng ta phải đi chậm chậm thôi để chờ tụi nó đi nữa. Mấy con heo này hơi lề mề xíu nha. Các bạn thông cảm. Ok. Đi qua đây nào. Ngoài xa xa có con heo rừng nó đi theo nữa kìa. Ghê quá vậy. Có thể con heo rừng nó đi theo để tấn công mình đó các bạn. Heo rừng bay nó không có thích ăn cà rốt đâu. Con gấu này cũng ấy đồ gì vậy. Con gấu này sao nó đứng bằng hai chân ghê quá các bạn ơi. Ui, cái con heo rừng nó đánh mình rồi. Ây da. Con gấu. Con gấu cắn con heo của tao hả? Rồi nó cắn chết một con rồi. Mình mến á. Trời ơi, còn có 3 con heo thôi. Trời ơi. Ấy, con này. Mày dám gầm gừ ở đây hả? Nó cho mình mấy cái móng. Móng của sư tử cũng được thôi. Rồi, đây còn 3 con nhưng mà vẫn được. Nói chung là mình chỉ cần 2 con heo thôi là đủ rồi nha các bạn. Con kia giận lẫy rồi. Bây giờ nó hết giận lẫy rồi kìa. Ủa, nó vẫn giận lẫy. Hết rồi kìa. Trời, mấy con này khó hiểu thiệt. Nói chung là chúng ta đổi qua cái dụng cụ khác thì nó sẽ giận lẫy một xíu nha các bạn. Nó chờ một khoảng thời gian thì nó mới tiếp tục thèm cà rốt lại. Rồi, ở đây mình sẽ dẫn heo về cái chuồng luôn. Chuồng thì xét một bên thôi. Đó, dẫn nó vào trong đây. Dẫn heo vào em ơi. Quá xịn, quá xịn. Mình sẽ để vào trong ở trong cái chuồng nào đây? Chuồng này đi ha. Ok, chuồng này mình sẽ để heo nè. Rồi, một con vào được rồi. Con thứ hai đã vào được rồi. Và con thứ ba này có vẻ cứng đầu đi ta. Vào đi, vào đi, vào đi mẹ ơi. Trời, nó không chịu vào các bạn ơi. Con này cứng đầu quá à. Nhìn nó nhìn cái gì nữa kìa. Thôi kệ luôn. Mình sẽ cho 2 con này sinh sản với nhau nha. Đó. Dù không biết được cá nhưng mà cứ cho nó ăn cà rốt là nó sẽ sinh ra con heo con thôi. Bó tay luôn. Ok, con heo này cứng đầu. Mình đập cho nó cái hàng rào và lùa nó vào luôn đi. Cái tội cứng đầu. Cứng đầu nè. Đó, thế là chúng ta đã có được mấy em heo rồi, quá xịn luôn. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục đi lùa những cái con vật khác nha các bạn. Ở bên đây mình có cừu, gà và bò rất là nhiều luôn. Ở đây mình sẽ lùa mấy con gà về nha các bạn. Nó đi theo mình quá chừng luôn nè. Tới đây, tới đây. Ôi, có mấy em người cây ở đây nữa chứ. Ghê thiệt chứ. Ok, để mình kéo mấy em gà này về cái đã. Hy vọng nó không khó khăn thôi. Quên mất rồi. Trời ơi, làm sao đi lên đây. Chắc chúng ta phải đào hang cho nó quá. Ok, chúng ta sẽ tạo đường tắt cho mấy con gà đi lên nha các bạn. Mấy con gà này thì nó rất là nhỏ thôi nên đi lên rất là dễ. Ok, hy vọng nó không bị lạc. Lên đây nào mấy đứa ơi. Đó, chúng ta sẽ đào lên luôn. Thấy ánh sáng rồi kìa. Quá xịn nha. Ok, đi lên nào. Thôi, nó nhảy à. Quá chừng luôn. Chạy lên, chạy lên. Chạy lên nào mấy đứa. 4 con, ngon stream. Để mình sẽ lùa tụi nó về nhà luôn nha các bạn. Nó sẽ tốn khá khá thời gian của mình đó. Rồi, đi về nhà thôi mấy đứa ơi. Đi về thôi. Nó khá là ngoan nha các bạn. Quá xịn luôn. Ok, cuối cùng nó cũng vào được trong đây rồi. Để mình đập 2 cái hàng rào này để cho chúng nó vào dễ dàng hơn. Gà thì nó có thể bay cao hơn hai block nên mình phải dùng 2 cái hàng rào như cái chuồng cao hơn nha các bạn.
Rồi, ngon cream. Cho hai em rồi, mình sẽ cho nó phối giống với nhau. Chúng ta sẽ thêm được hai con gà con nữa. Hai con gà con, quá xịn. Rồi, bây giờ mình lại tiếp tục với những con vật khác thôi. Tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái cầu đi qua bên đây đi. Tại vì bên đây nó có mấy con bò ấy các bạn. Bò nó nằm ở bên đây. Chúng ta phải tạo cầu để cho chúng nó đi qua thôi. Trời ơi, đập cái này đi. Ok, mấy con bò đâu rồi? Mấy em bò nhìn khá là ngon ngõn, rất là nhiều bò ở đây luôn nha. Rồi mình sẽ lù từ cái con xa nhất đây đi. Đó, đi theo tao nào. Đi theo tao về nhà nào mấy đứa ơi. Wow. Ơi, lạc mất con rồi, con kia giận lẫy rồi kìa. Thôi kệ, ba con cũng được. Thôi, ba con đi về đi. Ba con. À, bên đây có thêm mấy con nữa nè. Mình cũng sẽ cố gắng cố gắng dụ thêm mấy em nữa. Ồ, qua đây nào. Ồ, đúng rồi. Ồ, đi qua cầu đi mấy đứa. Có được một con đi trên cầu à. Ba con kia bị rớt xuống nước rồi. Ồ, có con cừu đi theo luôn kìa. Hai con cừu luôn. Ngon. Ngon chim. Sẵn mình sẽ lù cả hai về luôn nha các bạn. Ồ, đây thì mình đào cái đường rộng hơn là hai block để cho chúng nó trèo lên cho dễ dàng hơn nè. Đó, cừu bò cuối cùng đã về chúng một nhà rồi nè. Để mình đợi cái con bò khi leo lên cái đã. Trong quá trình leo thang thì tụi này nó bị lạc mình nữa các bạn. Nó khá là ngốc nghếch. Đó, để theo tao nào. Ok, sẵn mình sẽ lù về hai cái chuồng luôn. Mình chỉ còn hai cái chuồng trống thôi. Và một chuồng cho cừu và một chuồng cho bò thôi nha. Ok. Ôi, con này giận lẫy rồi. Là giận lẫy nữa. Cứ đi xa một xíu là giận lẫy thôi. Mình cũng kệ nó luôn. Tại vì ở đây mình có lù sẵn một cái con bò về trước rồi. Cũng như là mấy em cừu về trước luôn rồi. Nên không sao cả. Ồ, đi vô nào. Đập như vậy luôn. Cho nó rộng nha các bạn. Thênh thang luôn. Đi vô. Thôi, 4 em cừu và 2 em bò hả? Cũng xịn nha. Em cừu kia sống đi vô. Trời ơi, em cừu này cứng đầu quá vậy. Không đi vô thì đập cho đi vô luôn. Rồi, qua bên đây. Mình sẽ đập đường để cho mấy con cừu đi vô trước nha các bạn. Đó, phải đập rộng như thế này nó mới chịu đó. Rồi, mấy em cừu. Đúng rồi, đi qua đây. Đúng rồi, 3 con rồi, xịn nha. Ok, ở đây mình sẽ tiến hành đóng hàng rào lại. Tính chạy thoát hả? Dễ sao mà chạy thoát với tôi. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành biện pháp khắc chế nó bằng cách lùa nó qua đây và đập hàng rào qua đây đi nha. Đóng cửa lại liền để chúng nó chui ra hết các bạn ơi. Chúng ta sẽ lùa nó bằng cách hút vào mông tụi nó. Đừng có nghĩ bậy bạ nha, chúng ta chỉ hút vào mông thôi. Ok, đây mình sẽ tiến hành lai tạo cho hai con bò này trước nha. Trời ơi, nó sẽ tạo ra được một con bê. Thôi, chúng ta sẽ được một cái thành tựu mới kìa. Rồi, lai tạo thêm hai em cừu nhỏ nữa nè. Chạy theo rất là sung luôn. Trời ơi, lì nha. Rồi, rất là ngon rồi. Ở đây mình sẽ đi qua đây và tiến hành lai tạo cho những em heo cũng như là gà luôn nha các bạn. Nãy giờ thì cái quá trình breeding của nó đã kết thúc rồi. Breeding chính là cái quá trình mà khi nó đã sinh xong rồi á, nó sẽ cần nghỉ ngơi một tí và nó mới sinh được nữa. Gà thì nó ăn hạt giống thôi. Đây. Lai thêm hai em gà con nữa. Mấy con gà con này nhìn cái gì? Biết cái gì mà nhìn. Ok, xong rồi. Mấy cái pumpkin của mình nó đã chín rồi. Và melons nó cũng chín luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành trồng pumpkin nha. 1, 2, 3, 4. Trời ơi, quá xịn luôn. Ở đây mình có đem theo 10 cái xương. Chúng ta thể bón như vậy cho nó nhanh nha các bạn. Wow, cái sản lượng bí ngô nó đang tăng lên rất là nhiều luôn rồi. Xịn nha. Ok. Quá tốt.
Mình sẽ bón vừa phải và để dành cho mấy mấy cái cây melon, mấy cái dây chứ ha, dây bí ngô này, dây dưa hấu chứ không phải là mấy cái cây đâu. Ok, Wow. rất là nhiều pumpkin luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ qua bên đây tiến hành chặt mấy trái. Quá xịn luôn, ôi ơi quá nhiều rồi, quá đã luôn, ngon. Rồi mình sẽ tạo ra những cái hạt giống nha các bạn, đó hy vọng là đủ. Ok, đó quá chừng hạt giống luôn, hy vọng là đủ thôi. Ồ, thiếu thiếu mấy cây rồi. Mình sẽ tiến hành bón bột xương cho nó để cho nó ra ra quả cho nó nhanh hơn. Có cái gì đây vậy? Ôi, à cái con bò này là cái con bò hồi nãy mà nó không đi theo mình nè. À. Sao giờ nó chui lên đó hay vậy? Mới bón một phát là nó đã có cái trái rồi nè. Là một trái dưa hấu liền. Rồi, nó sẽ trồng thêm. Đó, quá đã rồi. Thế là ngon rồi các bạn ơi. Đây, mình sẽ tiếp tục thu hoạch melon cũng như là pumpkin nha các bạn. Ok, bên đây thì có quá chừng pumpkin luôn, ngon. Chặt mấy cái này nó sướng tay lắm. Ok, sẵn mình sẽ thu hoạch mấy mấy cái loại khác luôn nè. Và đây thì mình sẽ tiến hành xây dựng cái viện nghiên cứu của chúng ta nha các bạn. Thì cái viện nghiên cứu này nó sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ đó chính là để chúng ta tiến hành nghiên cứu và tạo ra những em khủng long cổ đại. Ồ, hay còn gọi là chính xác là hồi sinh chứ không phải là tạo ra đâu. Ok, chúng ta sẽ lấy ADN của chúng nó và hồi sinh. Nhưng mà trước tiên để mình xây cái này trước cái đã. Đó. Rồi, mình xây như thế này các nó như thế này nha các bạn. Ok. Đó, lắp qua bên này. Nói chung thì Minecraft thì nó không có hình tròn nữa, mình phải chơi những cái hình như thế này thôi. Thường thường những cái viện nghiên cứu nó sẽ có hình tròn và cũng như là một cái vòng tròn bao bọc ở trên đầu nó luôn, nhìn nó rất là đẹp. Đúng. Nhưng mà ở đây mình sẽ xây theo cái cách khác nha các bạn. Đó. Cũng là hình tròn nhưng mà sẽ là cách khác. Ok. Rồi, chúng ta lại tiếp tục xây tiếp thôi. Wow. Wow. À và trong đây mình cũng có cài cái mod đó chính là chisel, nó cũng cho ra các cái loại đá cũng rất là đẹp luôn đó. Nói chung là cái vật phẩm nào cũng có thể chisel được hết á. Nên là rất là tiện cho chúng ta luôn. Kể cả cái Jack O'Lantern á, cái đèn bí ngô, chúng ta cũng có thể chisel được cái mặt cười hay là mặt tức giận đó. Rồi. Và ở phía bên đây. Ta-da, cuối cùng cũng đã xong cái phần nền cho nó rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Chắc ở đây mình sẽ lắp kiến những phần bên đây. Mình có nên để như vậy không ta? Để như vậy nhìn nó kỳ không ha? Ok, lắp lại như này đi. Để cho nó bớt hơn. Nó bớt thấy được cái trang trại hơn. Trang trại, nông trại và viện nghiên cứu. Rồi, ok. Thì về kiến, chắc chúng ta sẽ sử dụng cái loại kiến chisel các bạn ơi. Mình sẽ chisel cái loại kiến này là Reinforced Glass. Đây, Reinforced Glass. Đây là cái loại kiến cường lực nha các bạn. Đó, và nó được chế tạo với công thức đó chính là thêm một cái Netherwork vào, nó tạo thành Desicer mà chúng ta nấu lên. Đó, nó ra Reinforced Glass. Đó. Tuy nó bị xây lệch như thế này nhưng mà khi đập ra thì nó sẽ không bị mất đi nha các bạn. Chúng ta có thể đập bằng rìu, bằng bằng pickaxe cũng như là bằng tay được luôn. Ồ, cái loại này thì nó quá tuyệt rồi. Đó, và nhìn nó trong suốt, nó nối lại với nhau như vậy. Cái loại này thì nói chung thì mình khá là thích. Rồi, chẻ cái này lại luôn. Chè lại hết. Không để lộ cái nông trại của mình đâu. Đó, và xong rồi. Bên đây chúng ta cũng phải lắp kiến vào luôn nha các bạn. Đó, nhìn vậy nó mới đẹp chứ.
Qua bên này mình cũng lắp kiếm hai cái cửa sổ này luôn. Đó, nhìn ấn tượng hơn rồi. Ok, và đây sẽ là cái phần viền viền của cái nền cho cái viện nghiên cứu của mình sử dụng cái gỗ acacia màu cam nha các bạn. Nói chung thì mình rất là khoái hai cái loại gỗ, đó chính là birch wood và acacia wood. Đó đúng chính là gỗ bạch dương và gỗ acacia đó, nhìn cái màu nó tươi sáng và cũng rất là đẹp luôn. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành đào đất ra nè. Quá chừng luôn, phải đào đất ra mới lắp được. Ok, thằng này ơi, thì mấy hôm giờ mình hơi bị bận xíu nên ra clip không có đều được, anh em thông cảm với mình nha. Và nói chung thì cứ ấn like và cũng như chia sẻ mạnh để giúp channel của mình phát triển lại nha các bạn. Ngon các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Tiếp tục tiến hành xây cái phần viên. Rồi. Ok. Cái phần viên màu cam luôn nha. Ây da. Ây da. Nhìn vậy cho nó đỡ thô các bạn ơi. Chứ mình sử dụng một cái màu làm nền thì nó sẽ nó hơi bị xấu. Ok. Như vậy thì nó đỡ hơn rồi. Rồi, ổn định rồi đó. Còn về cái phần ở giữa này thì mình sẽ giữ sử dụng là cái gỗ bạch dương. Như các bạn cũng đã biết rồi, mình khá là thích hai loại gỗ này. Chúng ta sẽ đào cái này ra trước cái đã. Đào mấy cái crack block này ra. Chúng ta sẽ tiến hành xây luôn. Xây luôn bằng bớt wood. Mình sẽ dùng cây quan để mà kéo cho nó lẹ nha các bạn. Đây, chỉnh chế độ. Phải chỉnh chế độ hàng ngang hàng dọc. Tại vì cái cây Iron Wand này nó chỉ có hai chế độ thôi. Còn những cây wand cao cấp hơn như là Diamond Wand nè, Unbreakable Wand cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì nó sẽ xịn hơn rất là nhiều luôn. Ok. Rồi. Ây da. Cái cây wand nó mất tiêu luôn. Ok, chúng ta sẽ tiến hành kéo tiếp tục nha. Nhìn rất là đã luôn. Rồi, mình sẽ kéo bên đây luôn nha. Bây giờ mình mới cảm thấy nhìn như vậy nó cũng khá là đơn điệu nha. Chắc mình phải sẽ trang trí thêm cái gì đó cho nó bắt mắt hơn xíu nha. Cái phần nền này thì chắc mình sẽ tiếp tục sử dụng cái gỗ acacia. Như thế này nha các bạn. Để mình chặt cái này ra cái đã. Chúng ta sẽ kéo cái này lại. Ping. Chính giữa như vậy nó cũng được hơn rồi. Và thiết nghĩ là chúng ta nên tạo những cái đường. Cái đường tới trung tâm như thế này. Ok, tạo những cái đường tới trung tâm. Ta-da. Nhìn nó đỡ đỡ hơn rồi đó. Đỡ đơn điệu hơn rồi. Chắc mình sẽ tạo hai đường dài luôn. Nó sẽ chia cái viện nghiên cứu của mình ra làm 4 phần. Ok, ngon nha. Rồi. Nhìn ngon hơn rồi đó. Nhìn xịn hơn rồi đó. Rồi, kéo luôn nè. Kéo luôn một đường. Thala. Cuối cùng cũng xong. Nhìn đỡ hơn rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp cái trần. Đầu tiên thì mình sẽ lắp cái phần này trước nha các bạn. Mình sẽ cho nó đi vô một lóc để cho nó gọi là có cái viền dày hơn một xíu nha. Cái con chuột này bấm nó bị double click đó các bạn, nó bị nhấn hai lần đấy. Trời ơi. Rồi, ngon nha. Mình sẽ xây như thế này luôn. Nó lại double click nữa kìa. Nói chung là nó tự bấm chứ không phải là mình bấm. Nó bị lỗi như vậy đó. Rồi, mình lại tiếp tục xây thôi. Chúng ta sẽ mở rộng qua bên này. Cũng như là cái viền ở dưới cái sàn vậy. Nhưng mà nó nhỏ hơn và nó thụt vào một ô thôi. Ồ.
Rồi, tiếp tục mở rộng và kéo cho nó kết nối tới cái phần bên này luôn. Đây. Ây da. Mình phải đặt cái ô này ra và cái ô bên này ra nữa. Nhìn cho nó gai góc hơn đó. Bên này một lóc nữa nè. Chúng ta sẽ tiếp tục kéo ra. Tiếp tục kéo ra tiếp. Rồi. Và chắc mình cũng sẽ tạo mấy cái đường chéo, mấy cái đường ngang dọc như thế này luôn để cho nó bớt đơn điệu đi. Đó. Ok. Chỗ này sẽ là 3 ô đúng không? Kéo qua bên này. Ta-da. Ngon. Và bên này nữa. Ô này là chính giữa nè. Rồi. Chúng ta có thể kéo thoải mái rồi các bạn ơi. Ây da, lại bị double click nữa. Trời ơi, sao cứ phá tôi hoài vậy? Rồi, mình sẽ lại tiếp tục kéo tiếp thôi. Kéo qua bên đây. Bing. Và chúng ta sẽ lắp lại 3 cái ô dưới đây. Rồi. Đó. Nhìn đã đỡ hơn rồi đó. Rồi, mình sẽ tiến hành lắp kiến ở đây luôn. Mình cũng dùng cái Reinforced Glass. Loại kiến cường lực. Cho nó an toàn các bạn ơi. Chúng ta ở công viên khủng long mà không biết cái gì đâu. Không biết cái gì hiểm họa sẽ xảy ra với chúng ta đâu. Thì trong tương lai mình cũng đang khá phân vân khi mà dùng loại kiến cường lực này và cái loại hàng rào bằng sắt, tức là mấy cái iron bar đấy các bạn. Mình đang khá là phân vân, nhưng mà chắc mình sẽ để ý kiến của các bạn để mà mình sẽ xây sau này thôi. Cái loại iron bar kia thì nó có thể lòi những cái đuôi ra, cái con khủng long ấy nó có thể lòi đuôi cũng như lòi đầu ra, cũng khá là xấu. Thiết nghĩ là chúng ta nên dùng kiến này để cho du khách tham quan có thể gọi là an toàn hơn, cũng như là nhìn thấy nó bao quát hơn. Và còn cái loại hàng rào sắt kia thì nó khá nguy hiểm đó. Ok, tiếp tục lắp kiến thôi các bạn ơi. Mình mới lấy thêm một mớ kiến ở nhà theo. Đó. Đó. Đó, quá xịn. Rồi, phần đây đã xong rồi. Ở đây thì mình sẽ tiến hành cắm đuốc để cho quái nó khỏi xuất hiện. Các bạn cũng có thể dùng cách khác, đó chính là dùng mấy cái slab á. Quái nó sẽ không spawn được ở trên mấy cái slab đâu. Rồi, xong rồi. Ok, sẵn đây mình sẽ đi tiến hành chế tạo mấy cái máy luôn. Đây là analyzer nha các bạn. Công thức nó như thế này. Quá đơn giản luôn. Hai mấy cái loại hóa thạch thì chúng ta đào là có thôi. Đây là Culturevat. Đó, đây là máy hồi sinh nha các bạn. Về analyzer đó chính là máy để mà lọc ADN của khủng long. Còn Culturevat này chúng ta có thể dùng mấy cái ADN đó để mà hồi sinh được những con khủng long đó. Nước thì chúng ta ra đây múc đi. Mỗi lần chế tạo thì công thức nó sẽ như thế này thôi. Các bạn cứ tẩy gói mod của mình về là được rồi. Mình sẽ tiếp tục múc nước. Lại tiếp tục thôi. Hai cái nữa. Rồi, xịn rồi. Ok. Quá ngon trim luôn. Thank you.
Thì cuối cùng mình cũng đã xây xong cái khuôn viên hàng rào cũng như là cổng rồi nha các bạn. Ở trong đây chúng ta sẽ có được 4 cái trang trại. Trang trại heo, bò, cừu và gà. Qua bên đây chúng ta sẽ có được 6 cái ô nông trại gồm những loại cây chuyên biệt cho series công viên khủng long này nha. Rất là nhiều luôn. Và cuối cùng vào trong đây đó chính là cái viện nghiên cứu của mình. Ở đây có con Slenderman kìa. Enderman chứ, mình xin lỗi nha. Ở đây thì mình có đặt những cái analyzer cũng như là hopper để dẫn đến cái chest này. Và chúng ta đã có được những cái ADN cần thiết rồi. Ngoài ra mình cũng có thiết kế mấy cái Q-Swat cho nó giống cái như thế này luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn comment cũng như là chia sẻ video để ủng hộ mình nhiều thêm nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.